Dạ vâng, em chào tất cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn. Trong video clip tối ngày hôm nay, em lại tiếp tục về thêm được ít thang đó là những dòng dây loa để cho tất cả bác cùng sử dụng cho hệ thống audio của mình nhé. Và đây là những dòng dây loa được bên em tuyển chọn và em bán rất là nhiều cho tất cả bác, được tất cả bác đánh giá rất là cao về chất lượng cũng như là chất âm nhá. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết làn lượn hai dòng sản phẩm ngày hôm nay chiều nay thì em có về thêm được 200m dòng dây uh, Proco này Proco mã là 14 sẹt 2 The speaker dòng dây made in USA và các bác có thể xem được đây là một dòng dây loa bãi xịn nhé dây về thì em chưa có vệ sinh khi các bác đặt hàng em sẽ vệ sinh sạch sẽ và em gửi cho tất cả bác nhé bác nào không thích dây mới thích dây bãi chất lượng thì có thể tham khảo dòng dây này Proco đó, Và bây giờ em sẽ quay cái chất lõi Để cho tất cả các bác cùng xem nhé Đây là chất lõi của dòng dây này Đây Ngoài cùng nó sẽ thiết kế một lớp vỏ cao su rất là dài Và rất là mềm nhé Tiếp theo đó là những sợi uh, Những sợi vải như thế này Các bác có thể xem được Dòng dây bại rất là lâu rồi Nhưng mà những sợi vải đang còn rất là tốt À, rất là bền. Sợi vải này thì nó sẽ có chức năng là hút ẩm cũng như là chống gãy gập và chống dạn dây. Những dòng dây uh, châu Âu, dòng dây của Đức của Mỹ Thì thường nó sẽ có những lớp vải dù như thế này. Rồi, vào bên trong là hai loại nhé hai loại. Các bác có thể xem được hai loại này. Đồng rất là tinh khiết nhá. Đây là một dòng dây loa loại đồng. Nhưng mà nó sẽ cho một chất âm là đều 3 dải nhé Bát rất là sâu, ấm và rất là căng gọn Dải chép cũng rất là sáng, rất là chi tiết nhé Bữa trước thì em có về được một lô tầm khoảng 200 mét Thì được tất cả các bác mua rất là nhanh Em bán tầm khoảng 3 ngày là em bán hết 200 mét nhé Đây, dòng này loại là 2 ly nha các bác, 2 ly 14 x 2 này đó dòng dây Made in USA Và dòng dây 14-2 này Thì giá sẽ rẻ hơn Dòng 12-2 nhé Loại này lần này em về Giá là 100.000 đồng 1 mét nha các bác 100.000 đồng 1 mét Cho dòng dây là loại 2 ly Và đây là dòng loại 2.5 2.5 thì dây lớn hơn 12-2 này Speaker copper dòng dây made in USA 2.5 thì em còn tầm khoảng là vài chục mét nhé Không có nhiều Rồi các bác có thể xem được Loại cũng giống như loại 2 ly thôi Nhưng mà loại nó lớn hơn Loại đồng này thiết kế là những sợi đồng trục nha các bác Những sợi đồng trục Đó nên tiếng rất là hay Em bán cho tất cả các bác thì lần trước có một số bác phản hồi lại thì ăn xài dây 2 300 000 nhưng mà về gắn dây của em vào, tiếng nó hay hơn, chắc hơn và sáng hơn rất là nhiều nhá. Đó, dòng dây mỹ cổ nha các bác. Sản phẩm em sẽ bao xin trọn đời cho tất cả bác. Và dòng dây 2.5 này, giá bên shop em phân phối cho tất cả bác là 125 000 một mét nhé 125.000đ một mét với loại 2.5 còn loại 2 ly thì giá là 100 ngàn một mét nha Rồi, tiếp theo em lại giới thiệu tới tất cả bác đó là dòng dây đức, dòng dây mạ bạc nhá. Dây này thì có đường kính là 12 ly Đó, bữa trước thì em có về được uh, khá là nhiều và em cũng bán sắp hết rồi Còn một đoạn từng này nữa thôi Em đăng lại video để cho tất cả bác cùng uh, lựa chọn để phối cho dàn âm thanh của mình nhé dòng dây VKBT mã là 0212AG này. Speaker, Copper, Made in Germany và đây cũng là một dòng dây thiết kế chống nhiễu một chiều nhá. Và đây là chất lõi của dòng dây này. Các bác có thể xem được. Nó sẽ có một lớp chống nhiễu ở bên trong nhá, một lớp dây bạc. Đó. Hai sợi uh, vải dù chức năng là hút ẩm này. Với lại uh, nó sẽ có thêm chức năng là chống gậy gập cũng như là chống giãn dày nhá. Và bên trong là hai loại, mỗi loại là 2.5. Thiết kế là những sợi đồng mạ bạc tinh khiết và rất là sáng như thế này. Dòng dây này thì nó sẽ cải thiện tốt nhất là ba dại nhưng mà giải chép sáng hơn, chi tiết hơn, trong trẻo hơn và sập sẽ hơn nha Thích hợp cho những bác nào phối ghép những dàn âm thanh đang còn thiếu chép này, dư giải bát này, tiếng đang tối cần chép nó tơi, nó nhuyễn nó chi tiết thì tham khảo dòng dây này. đó Em còn chắc cũng tầm khoảng được vài chục mét nữa. Bữa trước thì em có về được 100 mét thì được tất cả các bác ủng hộ rất là nhiều. Còn từng này nữa thôi. Giá loại này thì em vẫn phân phối cho tất cả bác là 150.000 đồng một mét nhé Bác nào lấy 5 mét em sẽ bao ship nha các bác. Rồi, thì nay em chỉ có đăng hai dòng sản phẩm như vậy. Những bác nào có nhu cầu về những dòng dây loa này thì cứ liên hệ cho em nhé. Và số điện thoại Zalo duy nhất của em là 0969 569 157 nhé. Rồi, thì em cũng xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả bác rất là nhiều. Em chào các bác, hẹn các bác ở các video tiếp theo. Xin chào.